Xin chào quý vị và các em nhỏ đang theo dõi chương trình Thiếu Nhi trên sóng Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Quý vị và các em thân mến, những chú robot siêu nhân bay lượn trong các bộ phim hoạt hình luôn là niềm mơ ước của mọi trẻ em. Đứa trẻ nào mà chẳng có mấy lần vòi vĩnh cha mẹ mua cho mình những mô hình lắp ghép để thỏa mãn sự yêu thích của mình. Vậy tại sao các bậc cha mẹ không khuyến khích cho con mình phát triển niềm đam mê đó bằng một cách khác tích cực và lành mạnh hơn? Ngày hôm nay, hãy cùng chương trình Thiếu Nhi tìm hiểu về môn học Robotics cho trẻ em quý vị nhé! Trong thời đại 4.0 hiện nay, việc trang bị kiến thức về Robotics là điều quan trọng và cần thiết vì chúng sẽ giúp trẻ em có được những kiến thức, kỹ năng quan trọng làm hành trang cho tương lai sau này. Khi thế giới phát triển và đạt được những tiến bộ công nghệ vượt bậc, Robotics sẽ tác động rất nhiều đến đời sống của chúng ta. Vậy Robotics là gì? Các em biết không? Robotics là một lĩnh vực cực kỳ rộng lớn và phức tạp. Tuy nhiên, Robotics cho trẻ em sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Đó là nhằm mục đích để các em hiểu sơ lược và hình dung rõ hơn về lĩnh vực này. Các robot sẽ tự hoạt động để hoàn thành một nhiệm vụ nào đó thay thế cho con người, giúp chúng ta tiết kiệm thời gian và công sức hơn. Khi học về Robotics, các em sẽ được làm quen với các loại động cơ, cảm biến, mạch điện tử, và sau đó tự lắp ráp, lập trình robot hoạt động theo ý mình. Qua đó, các em sẽ hình dung được nguyên lý hoạt động của robot, cách điều khiển chúng thực hiện các tác vụ theo mong muốn. Hiện nay, Robotics đã được ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực, từ y tế, công nghiệp, giải trí, hoặc thậm chí là trong sinh hoạt hàng ngày như robot lau nhà, robot hút bụi để phục vụ nhu cầu của con người. 5 lợi ích của việc học Robotics. 1. Phát triển đam mê với các lĩnh vực STEM. STEM là cụm từ viết tắt của khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. Hiện nay, việc dạy Robotics cho trẻ em là một trong những chủ đề dạy học STEM được nhiều giáo viên, trường học quan tâm vì chúng giúp các em dễ dàng hiểu rõ các khái niệm về khoa học. Các chương trình Robotics cho trẻ em thường tập trung vào thực hành hơn là các kiến thức toán học, kỹ thuật lý thuyết, do đó chúng rất được học sinh yêu thích. Các em sẽ tiếp thu kiến thức qua phương pháp vừa học vừa chơi, giúp nhớ kiến thức lâu và biết cách vận dụng chúng một cách hiệu quả. 2. Rèn luyện kỹ năng lập trình, phát triển tư duy. Lập trình là một lĩnh vực giúp học sinh phát triển tư duy logic và kỹ năng giải quyết vấn đề rất tốt. Nếu con bạn hoặc học sinh của bạn quan tâm đến các ngành nghề như lập trình máy tính, thì việc dạy Robotics cho trẻ từ nhỏ sẽ mang lại lợi ích rất lớn. Đương nhiên, nếu bé không thích theo các ngành nghề này thì việc học lập trình Robotics cũng sẽ giúp các em có nền tảng tư duy logic tốt. 3. Phát triển khả năng làm việc nhóm. Các chương trình Robotics cho trẻ thường tập trung vào khả năng làm việc nhóm để các em có thể trao đổi ý tưởng, thảo luận với nhau và tìm ra giải pháp tốt nhất cho bài toán của mình. Thông thường, các buổi học và làm việc này sẽ áp dụng kiến thức về khoa học, công nghệ, toán học mà các em đã học, giúp các em nhớ kiến thức lâu hơn. Khi làm việc theo nhóm cũng sẽ giúp các bạn nhỏ phát triển các kỹ năng giải quyết vấn đề và biết cách xem xét vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau, giúp các em biết cách chấp nhận những ý tưởng, quan điểm khác biệt với mình. 4. Bùng nổ tư duy sáng tạo. Trong lớp học Robotics cho trẻ em, các em sẽ được thấy kết quả lập trình của mình ngay lập tức. Đây là ưu điểm rất lớn của môn học này so với các môn học khác. Các em có thể áp dụng các khái niệm cơ bản, chẳng hạn như kết nối pin với động cơ bánh xe và sau đó xem nó chạy ngay lập tức. Các em cũng có thể sử dụng các phép toán cơ bản để tính toán tốc độ mà robot di chuyển, hoặc có thể sử dụng những công nghệ cơ bản để lắp ráp, chế tạo các thành phần robot khác nhau. 5. Khơi dậy trí tò mò, giúp học sinh tiếp thu kiến thức nhanh chóng. Trẻ em khi học những bài giảng lý thuyết hàn lâm thường sẽ cảm thấy khó hiểu và nhàm chán, hoặc thậm chí là dẫn đến lười học. Thế nhưng trong lớp học Robotics, các em sẽ tự ứng dụng kiến thức để chế tạo robot của riêng mình. Với việc tiếp cận robot từ sớm sẽ giúp mở rộng trí tưởng tượng cho trẻ và giúp khơi dậy trí tò mò cũng như mở ra nhiều cơ hội khác sau này. Các em thấy đấy, môn học Robotics thật thú vị phải không nào?
Hiện nay các nhà trường trên toàn quốc đang có những phương pháp đưa môn học này vào trong chương trình giáo dục để các em học sinh được tiếp cận sớm nhất, trau dồi khả năng sáng tạo và tư duy. Tại Thanh Hóa, một buổi ngoại khóa được diễn ra trên sân trường mầm non Hoa Anh Đào với những mô hình thú vị của những chiếc robot và các hoạt động STEAM hấp dẫn khác. Và ngay bây giờ, mời quý vị và các em cùng theo dõi. Việc ứng dụng các thiết bị công nghệ cao trong công tác giảng dạy là xu thế trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, đây cũng được xem là xu hướng dạy học mới. Chính vì thế, sự kiện Tsubaki Open Day, ngày hội sáng tạo nghệ thuật và trải nghiệm lập trình robot diễn ra tại Tsubaki Thanh Hóa, mầm non Hoa Anh Đào đã mang đến những trải nghiệm mới mẻ cho các bạn nhỏ, lẫn giáo viên và các bậc phụ huynh với mục tiêu tạo môi trường để các bạn nhỏ được tiếp cận với giáo dục nghệ thuật và khoa học lập trình. Những lĩnh vực giáo dục quan trọng giúp trẻ phát triển cá tính riêng, kỹ năng xã hội và rèn luyện tư duy logic, tư duy giải quyết vấn đề. Cái điều đầu tiên thì tôi cũng rất là mong muốn là làm sao mà các con có những cái trải nghiệm khác nhau vào các ngày cuối tuần để có thể là có những cái sân chơi vào các ngày cuối tuần vào và với những cái hoạt động khác nhau. Đấy, cái điều thứ hai thì tôi thực sự là rất là mong muốn là mang được những cái chương trình mà rất là chất lượng từ Hà Nội về cho Thanh Hóa, giống như là chương trình của bên xưởng Tí Toái Nghệ Thuật cũng như là giống như chương trình Robotics mà chúng tôi đang triển khai sắp tới đây. Với hoạt động trải nghiệm Robotics, các bạn nhỏ được tìm hiểu về những chú robot qua câu chuyện Rùa và Thỏ. Các bạn ấy rất hào hứng kể chuyện cùng với các anh chị trong nhóm The Kiwi Steam Omekadi với mong muốn giúp các bạn nhỏ trường mầm non Hoa Anh Đào được tiếp cận với Robotics từ sớm. Những thành viên trong ban tổ chức cũng như giáo viên nhà trường đã nghiên cứu và cố gắng thiết lập chương trình phù hợp, hấp dẫn. Cái ý nghĩa của cái chương trình Robotics này dành cho các bạn mầm non thì cụ thể đó là giúp cho các bạn có những cái kiến thức rất là phong phú về khoa học, nữa là giúp cho các bạn có những cái kỹ năng rất là tốt và phát triển cái tính thông minh đa diện cho các bạn, cái tư duy sáng tạo của các bạn, tư duy phản biện, và quan trọng hơn nữa đó là các bạn làm quen được với cả rủi ro để các bạn có thể học tập tốt hơn. Việc được làm quen với môn học lập trình robot, một cấu phần quan trọng trong giáo dục STEM, giúp trẻ say mê và tự tin bước vào thế giới công nghệ, cải thiện sự quan sát tập trung và kiên nhẫn, tăng cường khả năng tư duy logic với những mô hình có thể chuyển động được. Ứng dụng robot trong giáo dục trẻ nhỏ ở lứa tuổi mầm non là phương pháp giáo dục có hiệu quả tốt, giúp trẻ thông qua cách học mà chơi, chơi mà học, tiếp thu kiến thức, biết thực hành các kỹ năng cần thiết, tạo điều kiện cho trẻ khai mở tiềm năng và trí thông minh vượt trội của mỗi cá nhân để phát triển toàn diện. Trẻ em học tốt nhất khi kiến thức được tiếp thu trong trạng thái tinh thần hứng khởi tự nhiên, tràn đầy năng lượng và trí tò mò. Những trò chơi về Robotics và các hoạt động như là vườn thiền, cắm hoa Ikebana, cây điều ước đã giúp các bạn nhỏ nuôi dưỡng tâm hồn, thể hiện sự khéo léo cũng như niềm đam mê của bản thân. Khi mà mang chương trình Tí Toái về cho các bạn nhỏ Thanh Hóa thì thực sự là chắc chắn là cũng sẽ có rất nhiều khó khăn, những trở ngại. Thực ra thì chúng tôi dạy cho trẻ về nghệ thuật thị giác, chứ không phải là chúng tôi chỉ dạy vẽ cho trẻ một cách đơn thuần. Cái chương trình này nó mang lại cái lợi ích trong việc là nâng cao cái năng lực thẩm mỹ cũng như rằng là nâng cao cái khả năng sáng tạo cho con. Với không gian của vườn thiên, các bạn nhỏ được hòa mình và âm thanh nhẹ nhàng của những bản nhạc không lời, tập trung đại cát và tìm những viên sỏi, viên đá, rồi xếp lên cát để tạo thành một tác phẩm thú vị nhất dành cho bố mẹ. Sang góc cắm hoa, bố mẹ và các bé được trải nghiệm hoạt động tạo hình và cắm hoa theo phong cách Ikebana với những chất liệu cơ bản như là giấy, dây nhung. Các bạn nhỏ được vận dụng hết sự khéo léo và tập trung của bản thân để làm được những bông hoa đẹp nhất. Hôm nay con là bông hoa, con rất là vui và con rất là thích. Thông qua những hoạt động tại trường lần này, các bạn nhỏ đã được hiểu thêm về chương trình học của bản thân tại ngôi trường thân yêu, cũng như giúp cha mẹ gắn kết với con cái hơn. Quý vị và các em thân mến, việc dạy học Robotics và các hoạt động nghệ thuật cho trẻ em từ sớm sẽ mang lại nhiều lợi ích cho các em, giúp học sinh trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng cho tương lai. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Thiếu Nhi cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các em đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!